Xin chào cả nhà ha. Thì trên màn hình của tính bonsai thì tính bonsai xin chúc quý bà con luôn luôn mạnh khỏe bình an. Thì sau khi mình kích nụ, tưới kích nụ dưỡng nụ hai lần, tưới kích nụ hai lần thôi, vừa phun vừa tưới hai lần là bắt đầu nụ xuất hiện lên hết rồi. Thì đây là cái gói, cái hộp kích nụ ha. Tác dụng của nó là phân hóa mầm hoa, hạn chế tình trạng cái mầm ngủ, và nó hạn chế rụng nụ sau này. Thì trong cái hộp này nó có bốn gói nhỏ này ha. Gói này anh em nào thấy lấy gói này thì cứ pha 35g 16 lít nước tưới buổi sáng và 35g pha với 16 lít nước phun buổi chiều. Có tược non thì cộng thêm sâu, có lá cứng cứng thì phun bộ thêm bộ về lá xanh lá. Còn canh dưỡng cứ 3 tuần mới tưới lần, từ đây tới tháng 10 thì tưới chừng hai lần đó thôi, tháng 8 tưới lần, tháng 9 tưới lần là đủ rồi. Rồi sau khi mà mình phun tưới cái gói này lên được bốn lần rồi ha, thì nó đã lên nụ hết, thì bắt đầu chuyển qua nuôi nụ, vừa cúng vừa phun vừa tưới vậy thôi ha. Thì trong hộp này cũng có bốn gói nhỏ giống vậy, vừa phun vừa tưới cũng 35g 16 lít nước ha. Cây nào tàn lá xum xê vậy cứ phun tưới. Thì mình cũng phun tưới lúc lá non luôn, thì được non nó ra nó sẽ lên nụ kim liền. Anh em cứ an tâm ha. Nụ kim nó đóng ở trong rồi, không nó đi, nụ kim sẽ đóng ở ngoài luôn. Khi mà tược non mới nhú ra mình phun cái nó lên liền, và cứ mùa này cứ bốn lá bấm chặn đọt cái ha. Vậy là cây của mình nó sẽ phát triển tốt ha. Mình ở trong cái khung rồi thì cứ bốn lá bấm chặn đọt cái cho nó không có vượt tược nữa cả nhà. Cái nào mà tàn chưa đủ ha, ví dụ tàn chưa đủ cho ta tới đây rồi cũng bấm, cái nào mà tàn đủ rồi thì bấm luôn, không cho đi nữa. Bây giờ nó vượt tược là nó không có đưa, nó không có làm nụ, thành thế ra là cứ bấm lại cái ha, là xong. Nói chung là cây mình cũng bấm tối ngày cả nhà, đi qua lại là mình bấm hoài luôn, bấm lại cho nó đứng tược lại, mà đứng tược lại mình phun kích nụ lên liền. Cây quá chừng tược luôn. Còn những cái cây nào mà ở dưới cánh đồng mai vàng ha, thì cứ con tàn giữa năm không nói đi ha, nhưng mà khi mà lặt lá gần tới khi là phun rụng lá, anh em hớt trước cho mình 1-2 ngày rồi xong mình mới phun rụng lá ha là ok. Thì mình xài kích nụ nè, nó lên tới ngay đọt luôn nè. Nụ nó lên đầy nhóc ha, cái tược nào nó cũng lên đầy nhóc nè. Đây là cây mai xẻ nha cả nhà, mới còn lên nụ vậy đó. Còn đây là cái cây giảo sắn nè. Nó đóng nụ từ trong ra tới đỉnh luôn, lý do là thằng giảo sắn này nó cũng dễ làm nụ. Tược non ra là nó lên nụ liền, ghê không? Nè coi nè cô bác chị, coi nè cái nụ nó làm chi chít nụ luôn. Là phun cái này lên cái là nó tạo nụ ra liền, tại nó ăn đúng phân là nó lên. Ví dụ cành này ha, nè mình bấm chặn nè. Nụ nó từ trong ra ngoài, nó dắt từ trong ra ngoài luôn à, nó dắt tới cái chỗ mình bấm luôn nè. Nè coi nè, đó, thấy nó dắt nụ ghê không? Thì cô bác anh chị cứ phun tưới cái gói kích nụ là nó lên liền ha. Tôi mới phun tưới hai lần mà nó lên vậy nè, cái nhánh nào cũng lên vậy hết. Đây là cây mai tơ ha, cây mai tơ xả tàn bứng mới trồng luôn ha, từ tháng 3 tới giờ là lên nụ rần rần luôn nè, nó lên tới đọt luôn nè. Anh em sẽ thấy cái cây của mình ha, nó lên tới đọt luôn á. Vậy là cái cây tự nhiên có bông thôi, đơn giản, nhưng mà phải xài đúng bài là lên liền. Cây nào cũng vậy hết ha. Nè coi nụ lên tới đọt luôn nè. Nách lá nào cũng lên tới đọt hết. Thôi xin chào ha, mưa rồi thôi vô, thôi xin chào.